Cảnh 1, Diễm. Sữa chua lớp Infam được làm từ 100% sữa tươi. Con. Diễm. Sữa chua lớp Infam được làm từ 100% sữa tươi. Trời ơi. Nhìn mẹ ăn đây này, chỉ được một muỗng thôi. Sữa chua lớp Infam lần đầu tiên làm từ 100% sữa tươi, 100% tươi ngon. Cho con học nữa đây.